Bây giờ mình sẽ xịt nha. Đây các bạn nhìn nha, nhâm 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 là mũi nó rớt nha các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xịt mũi bằng thuốc xịt sát trùng chuồng. Công dụng thứ hai của thuốc xịt sát trùng này nha. Tùy loại sát trùng mà nó có thể được diệt được mũi hay không là tùy theo loại nha các bạn, chứ không phải là loại sát trùng nào cũng diệt được mũi nha. Thì bây giờ mình sẽ pha sát trùng với nước để xịt mũi cho các bạn xem. Các bạn làm theo cách của mình á là rất là tiết kiệm chi phí luôn. Các bạn mua thuốc diệt mũi ở ngoài á rất là đắt luôn. Đây, ở đây là mình có thuốc can xịt sát trùng nè. Rồi mình sẽ chiết qua can nhỏ mình xịt cho các bạn xem nha. Can sát trùng nè. Đó, rồi mình khui nắp, mình sẽ chiết qua cái can nhỏ. Nước nó màu hơi ngã về đỏ đỏ nha các bạn. Đây mình khui nó ra. Đó, nước nó hơi đỏ đỏ vậy nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chiết qua cái chai nhỏ để mình dễ pha nha. Ở đây là sau khi mình chiết qua cái chai nhỏ nửa lít này nè các bạn. Ở đây thì mình dùng cái chai cầu trùng hết á là mình sẽ pha nha. Ở đây nó có để là 30 nè, 60 nè. Các bạn dùng bình 2 lít giống như mình nè. Bình này là bình 2 lít nha. Các bạn có thể là pha 20 đến 30 cc sát trùng, các bạn pha chung với 2 lít nước là các bạn xịt mũi nha. Các bạn xịt trúng là mũi nó chết nha. Bây giờ mình pha cho các bạn xem nè. Bây giờ mình sẽ góp qua 30 cc nha. Đây nè các bạn. Đó, mình góp 30 cc nha, các bạn thấy nước nè. 30 cc nha. Mình bỏ vô cái bình 2 lít này rồi mình đi xịt mũi rất là tiết kiệm luôn nha. Đó. Mình bỏ vô bình 2 lít này rồi mình xịt thôi các bạn. Ở đây là cái bình 2 lít nè, sau khi mình pha vô cái bình 2 lít nè. Đó. Mình dùng cái bình này mình đi xịt mũi nha. Cái chuồng mình 200 mét vuông, mình xịt vòng vòng theo lưới á, là mình sử dụng là 1 bình rưỡi đến 2 bình này là xong rồi các bạn. Mỗi lần mình xịt á, mình tốn 20 đến 30 cc sát trùng thôi. Nhưng mà rất là hiệu quả nha, vừa xịt chết mũi và vừa xịt được cái sát trùng xung quanh cái chuồng của mình nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi xịt cho các bạn xem thử nha. Đây mình sẽ quay mũi cho các bạn xem nha. Đó, mũi trong chuồng mình nha. Nè. Quá trời mũi luôn. Qua bên đây mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Đây. Đó, mũi nó vô chuồng mình nè. Đó. Mũi này cắn heo nào chịu nổi nè. Đó. Dài tới đằng đây luôn nha các bạn. Mình động lưới thì nó mới bay, các bạn mới thấy rõ nha. Để trong video nó hơi mờ xíu nha. Đây, mũi đây. Đó, đây là mũi trong chuồng nha các bạn. Đó là mũi trong lưới nha. Đây, thuốc đằng này nè. Một tí nữa thì mình sẽ xịt cho các bạn xem để hiệu quả của sát trùng mà vừa sát trùng chuồng và vừa xịt mũi nó hiệu quả như thế nào nha. Các bạn mua thuốc diệt mũi á thì nó chỉ có tác dụng diệt mũi thôi. Còn cái này á, sát trùng này á, các bạn vừa diệt được mũi, các bạn vừa được sát trùng chuồng trại nữa nha. Đây, đây nè. Đó, mũi đó. Đây, chuột nó cắn một lỗ đó các bạn, nên nó vô nha. Bây giờ thì mình sẽ quay mũi trước, rồi bắt đầu mình sẽ xịt sát trùng thuốc mũi cho các bạn xem nha. Đó, các bạn nhìn thấy mũi nha. Cái đầu đen 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 á. Đó, các bạn nhìn thấy nó chưa? Quá trời luôn, ở dưới nước là nước trong nha các bạn, dưới nước là không có con mũi nào nha. Các bạn để ý giúp mình nha. Đây, ở dưới nước là không có con mũi nào nha. Đây, mũi nó đậu nè. Cái hộp trắng 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 các bạn thấy trên tường á là con mắt con mũi nó dội lên á. Đó. Bây giờ mình xịt cho các bạn xem nha. Rồi, bây giờ mình xịt cho các bạn xem nè. Đây, mình cho các bạn xem nè. Các bạn thấy dưới nước không? Xịt chúng nó sẽ té xuống nha. Đó. Đây nè các bạn nhìn nè.
rất nhiều luôn nha các bạn. Rồi tới bên đây mình sẽ xịt cho các bạn xem. Đây là mũi nó gớt xuống nha. Thì mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem những con mũi gớt ở dưới nước nè. Đây là những con mũi này nha các bạn. Nó chìm rồi này nha các bạn ơi. Đây nè, đây là những con mũi nha. Đây là những con mũi mình xịt nè. Xịt tới đâu là té tới đó nha các bạn. Xịt té là chết nha. Chúng thuốc này là xịt chúng mới chết chứ không phải là xịt phun sương là nó bay đi nha các bạn. Đây mình quay sơ trước cho các bạn xem nè. Đó, mũi đen ta chấm đen trên lưới á. À, chấm đen trên lưới, mình xịt nó sẽ bay cho các bạn xem nè. Đó, nó gớt dưới này nè các bạn thấy không? Nó gớt đó các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem trước mũi nó trong đây nha. Đó, mũi đây nè, nó đậu theo tường nè các bạn. Đó, nó bay đó các bạn thấy chưa? Đó. Rồi, ở đây nữa. Đây, nó đậu trên dây chì nè, nó các bạn nhìn thấy mũi như gì, cắn như gì nè, heo nào mà chịu nổi. Nó đậu trên dây luôn đó. Nè, đưa rừng các bạn xem luôn nha. Đó, mũi nó đậu nè. Bây giờ mình sẽ xịt cho các bạn xem nha. Đây nó bay nè các bạn nhìn nè. Trong đây nó té mấy nhiều nữa nè. Đây. Đó, té là chết nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test xuống cái dưới cái hố phân cho các bạn xem nè. Ở dưới hố phân toàn bộ là nước trong nha. Bây giờ mình sẽ xịt nha. Đây, các bạn nhìn nha. Nhâm 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 là mũi nó gớt nha các bạn. Trong chuồng hồi nãy á, các bạn nhìn không rõ. Đây, ra ngoài nè. Mình quay cận cảnh cao lên cho các bạn xem nè. Đó. Toàn bộ nhâm 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 đó là mũi nha các bạn ơi. Đó, nó gớt đó. Rồi mình sẽ qua cái hố kế tiếp, mình sẽ test cho các bạn xem thử phải không nha. Đây, cái hố bên đây á, thì ít mũi hơn cái hố bên đó. Nhưng mà các bạn nhìn trước ở dưới nước nha. Dưới nước là chưa có gì hết nha. Đó. Mình quay tới trong luôn nè, là chưa có gì hết. Bây giờ mình sẽ xịt xuống nè. Đây, đó. Mình xịt xong rồi, các bạn nhìn thấy mũi nó bơi không? Đó, nó gớt xuống đó. Cái nhâm 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 dưới đó là mũi đó nha các bạn. Trong chuồng á, thì nó chết nhiều lắm. Nhưng mà trong video các bạn nhìn không có rõ như ở ngoài này đâu.